Welcome back to my channel Lubula Vlogs. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lubu. Cái video hôm nay Lubu sẽ ăn cái món này ha. Các bạn cùng đón xem nhé. Tên 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 tên. Ok, và đây là cái món sầu riêng chu rinh. Cái này là hình như là 2 muối, 3 muối hay là 3 muối các bạn. Thì bữa giờ mình chưa có ăn sầu riêng, thì bây giờ nói chung là cũng gần hết mùa rồi, thì bây giờ mới bắt đầu ăn ha. Thì đây rất là thơm các bạn. Smell so good. Đây sầu riêng đây. Cơm khá là dày các bạn, rất là ngon. Đây, wow, cái hộp rất là nhỏ. Ăn một muối không mà nghe nó ngán luôn các bạn, tại vì mình mới ăn cơm á. Rất là béo. Squid. So squid. Finish. So delicious. Ok, cái này chắc để cho ngày mai mới ăn tiếp các bạn, giờ ăn hết nổi rồi. Rất là ngọt các bạn, rất là ngọt, rất là béo. Ok. Và chào tạm biệt các bạn nha. Thì mình thấy vậy, như là có vài người sẽ không ăn được sầu riêng bởi vì cái mùi nó khá là nồng á. Thì hồi xưa mình nhớ là cái lúc mà mình đầu tiên mình ăn nó cũng khó ăn các bạn, nó bị nhẫn á đó, rất là khó ăn. Nhưng mà khi mà các bạn ăn được rồi thì cảm thấy ăn rất là ngon, cái mùi rất thơm, rất là béo, rất là ngọt đó. Nhưng mà cái sầu riêng thì nó tới mùa thôi các bạn, cho nên là tới mùa thì mới có sầu riêng để mua về để ăn ha. Thì nói chung rất là ngon. Ok, see you later.